trấn Cô Tô ở Montenegro xuất hiện tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng trong những tháng mùa hè, khi những con phố hẹp của thị trấn này tràn ngập du khách. Vào kỳ cao điểm đầu tháng 8, 4 tàu du lịch chở khoảng 5.000 khách du lịch đã cập bến tại bến cảng Cô Tô, làm căng thẳng thêm cơ sở hạ tầng của thị trấn. Tình trạng này khiến cuộc sống người dân địa phương trở nên bất tiện hơn vì tắc đường, không có chỗ đậu xe và môi trường biển bị ảnh hưởng. Số lượng tàu du lịch cập cảng hàng năm đã tăng đều đặn trong thập kỷ qua, với ước tính khoảng 500 tàu cập cảng trong năm nay. Du khách từ tàu du lịch hiện phải trả phí 1.000 euro, tương đương khoảng 28.000 đồng, để vào thị trấn. Tại quốc gia láng giềng Croatia, khu nghỉ dưỡng Dubrovnik được UNESCO công nhận đã đưa kế hoạch tôn trọng thành phố vào năm 2017, giới hạn số lượng du khách đi tàu du lịch ở mức 4.000 người tại bất kỳ thời điểm nào. Montenegro, với doanh thu ngành du lịch chiếm 24,5% GDP vào năm 2022, đang tích cực triển khai chiến lược du lịch bền vững 2030, tập trung vào việc phân bổ khách du lịch đồng đều hơn và giảm áp lực lên các điểm đến chính, nhằm cải thiện tình trạng quá tải du lịch ở nước này.